Theo đánh giá của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, thời gian qua, Chính phủ và các bộ ban ngành địa phương đã quan tâm và có nhiều chính sách thúc đẩy hỗ trợ phát triển việc trồng, chế biến, thương mại và xuất khẩu sản phẩm mắc ca. Sau 5 năm triển khai quy hoạch mắc ca, đến nay cả nước có 23 tỉnh trồng cây mắc ca với diện tích trên 16,5 ngàn hectare. Trong đó, 9 tỉnh nằm trong quy hoạch ở hai vùng Tây Bắc và Tây Nguyên trồng trên 15,4 ngàn hectare, tăng 55% diện tích so với quy hoạch. Còn lại hơn 1.000 hecta nằm rải rác tại 14 tỉnh khác chưa có trong quy hoạch. Về sản lượng năm 2020, các tỉnh dự kiến thu hoạch gần 6,6 ngàn tấn hạt tươi, tăng gần 24,5 lần so với năm 2015. Với giá bán sản phẩm dạng hạt sấy khoảng 200 triệu đồng một tấn như hiện nay, ước tính hơn 4.000 tấn hạt sấy sẽ mang lại giá trị khoảng 788 tỷ đồng, trong đó khoảng 60% xuất khẩu còn lại phục vụ tiêu dùng trong nước. Tại hội nghị, các bộ ngành, các doanh nghiệp đã nêu lên các giải pháp phát triển cây mắc ca trong thời gian tới. Trong đó, mục tiêu đặt ra là phát triển bền vững cây mắc ca vùng Tây Bắc, Tây Nguyên và các vùng tỉnh có điều kiện khí hậu đất đai tương tự, đảm bảo hiệu quả về kinh tế, xã hội và môi trường. Hình thành hệ thống cơ sở chế biến từng bước hiện đại gắn với phát triển nguồn nguyên liệu để sản xuất các sản phẩm có chất lượng giá trị gia tăng cao phục vụ tiêu dùng trong nước và xuất khẩu, đồng thời thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ là sợi dây liên kết giữa bốn nhà, nhà nước, nhà nông, nhà đầu tư, nhà khoa học trong việc tổ chức sản xuất theo chuỗi, triển khai các chương trình chính sách để thúc đẩy phát triển thành ngành hàng mắc ca, qua đó phấn đấu đạt doanh thu 1 tỷ đô la Mỹ vào năm 2030. Theo đồng chí Bùi Văn Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk, Đắk Lắk là địa phương có lợi thế về đất đai, thuận lợi cho phát triển các loại cây công nghiệp và cây ăn trái. Thời gian qua, tỉnh đã tạo thuận lợi để doanh nghiệp, người dân vay vốn phát triển cây mắc ca. Tuy nhiên, để phát triển thành vùng sản xuất quy mô lớn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn sớm quy hoạch vùng trồng, ban hành quy trình quản lý giống cây mắc ca và tiếp tục nghiên cứu nhân rộng các mô hình khảo nghiệm hiệu quả để đưa vào trồng đại trà. Phát biểu kết luận hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc biểu dương sự vào cuộc của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Hiệp hội Mắc ca Việt Nam, đặc biệt là các nhà khoa học, các doanh nghiệp, các hộ nông dân đã nghiên cứu đưa mắc ca vào trồng tại Việt Nam và có bước đầu thắng lợi, mang lại niềm tin cho chính phủ, các cấp ngành về cây mắc ca, đưa sản lượng tăng 25 lần dù mới chỉ 17.000 hectare, dự kiến sản lượng xuất khẩu năm 2020 đạt gần 7.000 tấn. Dẫn câu chuyện cây cà phê được đưa vào Việt Nam từ năm 1885, nhưng phải mất 125 năm, cây cà phê Việt Nam mới trở thành cây công nghiệp đứng thứ hai thế giới về sản lượng, với kim ngạch xuất khẩu 3 tỷ đô la Mỹ mỗi năm. Với thực tế hiện nay, Thủ tướng tin tưởng cây mắc ca hoàn toàn có thể đi sau về trước. Mắc ca cần 10 năm, 20 năm tới đây để trở thành cây đứng đầu thế giới. Tại sao là không? Mà nhìn các vị đã phân tích rằng lợi thế so sánh cái khoảng cách tăng trưởng hẹp mà nước khác khó có được chính là cây mắc ca ở Việt Nam. Cho nên tại đây Thủ tướng Chính phủ yêu cầu ngành nông nghiệp, các nhà khoa học, các doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp mắc ca Việt Nam phải trả lời cho được những câu hỏi về làm sao mắc ca có thể phát triển xứng tầm với điều kiện cụ thể ở Việt Nam. Vì như các vị đã biết, tôi không nói lại, nhưng đây là một cây sinh thái, môi trường xanh, cây sau đó giảm nghèo, cây có thể làm nên giàu có, một cây xuất khẩu sản phẩm, một cây dinh dưỡng, một cây góp phần cho quốc phòng an ninh. Và như vậy, cây mắc ca là cây chứa được nhiều giá trị xã hội đặc biệt, chứ không chỉ đơn thuần là hiệu quả kinh tế. Vì cây mắc ca có thể vào vùng sâu, vùng xa, vùng cao, vùng khó khăn, vùng đồng bào có nhiều thu nhập thấp. Về định hướng phát triển cây mắc ca, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu phải tổ chức liên kết chuỗi, không chỉ tăng diện tích mà tăng cả năng suất, chất lượng chế biến sâu. Hiện nay mắc ca đang cho thu hoạch gấp 3 lần cà phê, vì vậy cùng với tăng cường chế biến sâu phải đi liền với quản lý giống và quy hoạch vùng trồng. Thủ tướng cũng khẳng định mắc ca là sản phẩm dinh dưỡng tốt cho sức khỏe, đây là nguyên liệu tốt cho chế biến thực phẩm dinh dưỡng. Nếu đi theo hướng này mới tăng được giá trị và đạt mục tiêu doanh thu 1 tỷ đô la Mỹ vào năm 2030. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đặt vấn đề thời gian gần đây dù tiềm năng là vậy, nhưng quy mô và năng suất của mắc ca tại Việt Nam còn thấp.
Câu hỏi đặt ra là sao không phát triển nhanh hơn mà phải đặt mục tiêu đến năm 2030 mới đạt kim ngạch xuất khẩu 600 triệu đô la Mỹ. Thủ tướng nhấn mạnh tới đây sẽ tập trung cho hai vùng phát triển Macca là Tây Bắc và Tây Nguyên, còn các vùng khác sẽ tiếp tục khảo nghiệm trồng thí điểm trước khi phát triển đại trà. Ngay từ đầu, nhà nước, doanh nghiệp và người dân phải tìm hiểu thấu đáo vấn đề giống, đừng để trồng nhưng không đậu quả. Tôi đề nghị, một là ngay từ đầu, giống được quyết định. Hiện nay có 13 loại giống được công nhận và một số giống mới do doanh nghiệp nhập về. Phải lựa chọn phù hợp, nhất là về những cái phương pháp ghép. Tôi đề nghị vấn đề giống mà chúng tôi khai mạc đã nói, nhấn mạnh ở trên, mà hôm qua người dân họ đã kêu ra tại hội nghị Hội Nông dân Việt Nam với Chính phủ, với Thủ tướng Chính phủ. Các ông chỉ phải quản lý công bố cái giống này. Chúng ta đang xem một loạt giống phải được công bố, đừng để trồng mà không có quả, tội người dân. Nhà nước, doanh nghiệp và người dân có tìm hiểu thấu đáo vấn đề giống. Thứ hai, đối với vùng Tây Nguyên thì đưa vào trồng sen, vì các ta diện tích trồng cà phê, trồng các loại cây hết rồi. Còn vùng Tây Bắc thì trồng thuần, tức là trồng tập trung. Hôm nay có đồng chí Dũng, chủ tịch tỉnh Lai Châu, một số tỉnh phía Bắc đây. Thứ ba, đây là cây thâm canh. Cho nên chú ý đồng bộ ngay từ đầu một mới cho hiệu quả. Thứ tư, dứt khoát phải đồng bộ công nghiệp chế biến, càng sâu càng tốt. Thứ năm, đây là ngành hàng mới, cho nên các ngành ngân hàng, tài chính dành nguồn vốn cho Macca, hỗ trợ trồng Macca cho người dân với những cái chính sách cụ thể, lãi suất và những ưu đãi cần thiết khác. Anh Cẩm Tú, anh Tú, ngân hàng và các đồng chí ở Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ở đây phải nghiên cứu đề xuất cụ thể cái chuyện này. Sau nhiều năm phát triển, căn cứ vào thực tế, Thủ tướng giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cùng Hiệp hội Macca Việt Nam và các địa phương xây dựng một chiến lược phát triển cây Macca tại Việt Nam. Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chủ trì để Chính phủ có một nghị định về phát triển Macca. Vì hiện nay cây Macca được trồng rải rác nên gây khó khăn trong việc ban hành các chủ trương biện pháp. Qua đó, Thủ tướng kỳ vọng vào một không khí mới, một trách nhiệm mới của các bộ ngành địa phương về phát triển cây Macca hiệu quả, chất lượng, bền vững trong thời gian đến.